không hề những tôi truyền. Thần mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết trinh trọn đời, cùng chúng trinh vương là có tính ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh hiệp thông để cứu chúa nhân loài. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương đến. Con thay nhân loài mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin đền ta yêu mến. Muốn hy sinh nhiều, yên vui mẹ khỏi yêu phiền. Chúng trinh vương mẹ quyền phép côn lường, vì mẹ đầy ơn Thiên Chúa.